Hey, hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Mr. Đại Graphic Design. Trong loạt video hướng dẫn làm chủ phần mềm Corel Draw 2020. Trong bài học ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn một số các cái lệnh cơ bản liên quan đến cái việc mà thao tác cho các đối tượng object. Đấy. Đó là cái lệnh gì ạ? Đây. Group hai và lock các bạn nhé. Thì mấy cái lệnh này nó cũng dễ thôi, nếu như các bạn tự tìm hiểu thì nó cũng ok. Tuy nhiên là trong cái loạt video hướng dẫn để cho các bạn có thể nắm vững được các kiến thức thì mình sẽ làm chi tiết tất cả các cái lệnh, các cái gì liên quan đến cái phần mềm này. Đấy, ví dụ như đây. Rồi các bạn nhé. Bây giờ mình có ba cái hình này. Được chưa? Ba cái hình này và mình sẽ thực hiện ba cái lệnh để cho các bạn hiểu rõ hơn. Cái thứ nhất ok các bạn nhé, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn group hoặc ván group trước. Ví dụ như bây giờ mình có ba cái đối tượng này, mình sẽ group nó lại thì các bạn click chuột phải, các bạn chọn group hoặc là các bạn vào trong cái object này, các bạn bấm group cũng được. Hoặc có phím tắt là Ctrl G. Đấy là cái việc các bạn group lại cái nhóm đối tượng. Sau khi các bạn group lại lại rồi thì các bạn có thể ungroup nó, ungroup hoặc là ungroup tất cả. Các bạn hiểu không? Ungroup tất cả là gì? Ví dụ như bây giờ mình có một cái hình như thế này nữa. Đúng không? Mình có một cái hình như thế này nữa, mình tô màu đen và mình sẽ kết hợp với cái này để mình group nó. Thì ở đây thì mình sẽ giới thiệu hướng dẫn các bạn, giải thích cho các bạn biết là cái group và ungroup khác nhau thế nào. Ví dụ như bây giờ mình chỉ ungroup thôi, đúng không? Thì nó chỉ ungroup một cái tầng thứ nhất. Đấy, các bạn hiểu không? Ungroup cái tầng thứ nhất, vì cái này group sau với cái này cho nên là nó chỉ ungroup giữa hai cái đối tượng. Còn ví dụ như bây giờ mình lại group nó lại và group nó lại và mình sẽ bấm cái ungroup thì bây giờ nó sẽ ungroup tất cả. Các bạn hiểu ý mình không? Tức là cho dù các bạn có bao nhiêu tầng ungroup, có bao nhiêu cái thư mục ungroup thì nó sẽ ungroup tất cả ra cho các bạn bằng một cái lệnh ungroup đấy. Còn ví dụ như bây giờ các bạn ungroup hai cái đối tượng này lại này. Ungroup hai đối tượng này lại. Ungroup hai đối tượng này lại và các bạn ungroup lại một lần nữa tất cả các đối tượng thì bây giờ nó sẽ như thế nào? Tức là nó sẽ có một cái thư mục cha là ungroup tất cả đối tượng và cái thư mục con là các bạn group hai cái nhóm đối tượng này lại với nhau. Thì bây giờ các bạn ungroup chỉ ungroup các object thôi thì bây giờ nó sẽ hai chia thành hai nhóm đối tượng, các bạn hiểu mình không? Đấy. Còn khi các bạn mà dùng cái lệnh ungroup hết thì nó sẽ ungroup tất cả các đối tượng cho các bạn. Đấy. Đây là cái lệnh group và ungroup cho các bạn nhé. Ví dụ như bây giờ các bạn vào trong đây group và ungroup này. Đấy. Cái lệnh thứ hai là cái lệnh hai, tức là cái lệnh ấn cái đối tượng đi. Đấy. Thì ví dụ như bây giờ các bạn ấn hết các đối tượng rồi đúng không? Các bạn click chuột phải và các bạn là mở cái đối tượng ra làm sao? Các bạn không click chuột phải nó cũng không hiện được đúng không? Thì các bạn phải vào lại trong cái object, các bạn chọn cái hai này và các bạn show all thì nó hiện hết hết các cái đối tượng các bạn. Ví dụ như bây giờ các bạn chọn cái đối tượng này để các bạn ấn thì các bạn click chuột phải, các bạn ấn riêng cái đối tượng này thôi. Đấy. Các bạn nhìn thấy chưa? Và lúc này các bạn muốn hiện lên thì các bạn show all thì nó sẽ hiện lên tất cả cho các bạn. Ngoài cái việc mà các bạn có thể vào trong object này, các bạn chọn ẩn hiện này thì các bạn có thể vào trong cái này này, object đây, các bạn mở cái object lên. Các bạn mở object này lên thì nó sẽ hiển thị một cái panel object như thế này. Thì bên này hôm trước mình đã giới thiệu với các bạn về một cái bài liên quan đến cái page và cái layer đúng không? Thì ở trong này nó cũng có thể quản lý được cái vấn đề mà sâu và hai các bạn nhé. Khi các bạn tắt con mắt đây thì nó sẽ tắt hết cho các bạn đấy. Hoặc là các bạn chọn từng con mắt một, các bạn tắt, các bạn thấy chưa? Đấy. Rồi ok, đây là cái mà các bạn cũng cần phải lưu ý, mở hết lên. Bây giờ mình sẽ mở cho rộng để mình làm việc cho dễ. Đấy là cái thứ hai. Cái thứ hai là cái gì ạ? Là show và hide, tức là hide là ẩn các cái đối tượng mà các bạn không muốn làm việc đi. Sau đấy thì các bạn có thể show từng cái hoặc là show nhiều cái. Để show từng cái thì các bạn chỉ có thể vào trong object thôi. Còn nếu mà các bạn muốn show từng cái ở trong đây thì không được các bạn nhé. Ví dụ như bây giờ mình ấn thì các bạn muốn show cái nào thì các bạn đâu có biết là cái nào đâu show đúng không? Thì các bạn phải vào trong này để các bạn show từng cái một này. Hoặc là các bạn show hết.
để các bạn xem. Rồi, đấy là cái lệnh thứ hai. Chuyển sang cái lệnh thứ ba là cái lệnh lock. Lock thì lại nó lại dễ. Ví dụ như các bạn lock một cái này, thì các bạn lấy chuột phải và các bạn lock nó thôi. Đấy, thì khi các bạn thấy là ở đây nó sẽ có một cái khóa, nó khóa hết các đối tượng của các bạn lại. Đây, nó khóa hết tất cả các đối tượng lại của các bạn lại. Lúc này các bạn không thể làm việc trên cái file mà các bạn đã lock được. Nếu muốn làm việc trên cái file mà các bạn đã lock thì các bạn phải unlock nó ra. Để unlock nó ra thì nó có hai cách các bạn nhé. Các bạn có ba cách. Cách thứ nhất là các bạn click chuột phải đây, các bạn unlock đối tượng này. Đấy, các bạn hiểu không? Hoặc là các bạn quét cả thì nó cũng không hiện hết được các bạn nhé. Thì các bạn chọn unlock từng cái một. Đấy, ở đây. Ví dụ như các bạn lock đi. Các bạn lock cả bốn cái này và các bạn muốn unlock tất cả thì các bạn vào trong lock, các bạn chọn unlock thì nó sẽ unlock tất cả cho các bạn. Đấy, hoặc là gì? Hoặc là khi các bạn unlock các cái này rồi, các bạn khóa các cái đối tượng này rồi, các bạn không làm việc nữa thì các bạn có thể vào trong này để mở khóa này cho từng cái một hoặc là tất cả. Ví dụ như ở đây mình mới mở khóa được cái màu đen, màu đỏ và màu xanh, màu tím chưa mở thì các bạn có thể mở từng cái ra để các bạn làm việc. Đấy là cái việc mà các bạn có thể lock hoặc là unlock cái file mà các bạn đang làm. Thì vừa rồi mình vừa hướng dẫn các bạn các cái lệnh cơ bản nhất để giúp các bạn làm việc đối với các cái nhóm đối tượng. Đó là gì? Đó là group 2 và lock. Ngược lại với cái group là ungroup hoặc là ungroup all. Hai thì là show hoặc show all, lock thì là unlock hoặc unlock all. Thì mình nói lại một cái nữa, tức là ở đây các bạn group này, thứ nhất là các bạn group này và các bạn ungroup hết, được chưa? Cái thứ hai là cái hai ẩn và các bạn có thể mở ẩn ở đây. Hoặc là gì ạ? Hoặc là các bạn có thể vào trong menu. Các bạn show on hết. Cái thứ ba là cái lock. Các bạn click chuột phải để các bạn lock cái đối tượng. Hoặc là bạn có thể vào trong này. Các bạn lock cái đối tượng của các bạn. Sau đấy thì các bạn có thể unlock từng cái hoặc các bạn unlock tất cả. Đấy. Để unlock từng cái hoặc là unlock tất cả thì các bạn có thể vào trong cái object này. Các bạn unlock hoặc là các bạn vào trong cái layer này, các bạn unlock từng cái hoặc là các bạn unlock tất cả. Đây là unlock tất cả các bạn nhé. Các bạn chọn tất cả cái đối tượng này thì các bạn unlock tất cả, hoặc các bạn chọn riêng. Đấy, các bạn khóa này. Đấy. Sau đấy thì các bạn chọn riêng từng cái, các bạn unlock đều được. Đấy, thì cái bài học ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi cái video của mình. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong các cái video tiếp theo. Chúc các bạn thành công.